Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 của tuần 21, vở luyện tập toán lớp 4 tập 2. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 rất là đầy đủ, rất là chi tiết rồi. Vở bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập từ tuần số 1 đến tuần số 35. Vở luyện toán, thực hành môn toán, thực hành môn tiếng Việt và toán đều đã có ở trên kênh. Và nhiều em cũng đã yêu cầu thầy làm bài tập phát triển năng lực của môn toán thì thầy cũng đã làm rồi, các em tìm các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 12 để chúng ta cùng vào tiết học nào. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đến với cái tiết số 1 này. Thì yêu cầu mình là rút gọn phân số này. Vậy thì trong cái lý thuyết các em đã được hiểu và nắm đúng không? Cách để chúng ta rút gọn phân số tức là gì? Chúng ta sẽ cùng chia cả tử và mẫu cho một số tự nhiên khác không? Đó, thì sẽ được một cái phân số mới bằng với phân số người ta đã cho. Và khi chúng ta rút gọn phân số thì nhớ là chúng ta phải rút gọn đưa nó về dạng phân số gì? Tối gì? Tối giản, tức là phân số không thể rút gọn được nữa. Thì người ta gọi nó là phân số tối giản nha. Rồi chúng ta sẽ đến với câu A nè. 6/9 nè. Vậy thì các em nhìn thấy nè, 6 với lại 9 nè thì nó sẽ cùng chia hết cho những cái số nào các em? Đó, thì cách làm thì thầy đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. 6 nè thì chúng ta có thể thấy nó sẽ bằng là 2 nhân với 3 nè, đúng không? Vậy thì 9 nè thì nó sẽ bằng 3 nhân với gì? 3. Vậy thì mình nhìn vào đây nè, mình thấy hai cái anh này nó sẽ có một số chung nè, đó là số 3 này. Như vậy thì 6 có thể chia cho 3 và 9 cũng có thể chia được cho 3. Vậy thì giờ mình sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 3. Được chưa? Ừ. 9 nè chia cho 3. Được chưa? Vậy thì 6 chia cho 3 thì bằng 2. 9 chia 3 bằng 3. Được chưa? Rồi tương tự như vậy các em tự làm. 12 với lại 15. Thì các em biết 12 thì sẽ bằng mấy? Bằng 3 nhân với 4 à. 15 thì sẽ bằng 3 nhân 5. Vậy thì mình cũng lại cùng chia cho mấy? Chia cho 3 đúng không? Đấy. Rồi 12 chúng ta cũng sẽ chia cho 3. Và 15 là chúng ta cũng sẽ chia cho 3. Như vậy chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 3 thì sẽ được là 4 phần mấy? 5. Rồi tương tự như vậy, 21/14. Vậy thì chúng ta cùng chia hết cho mấy? Cùng chia hết cho mấy đây? À, nếu mà chia cho 3 thì nó sẽ vẫn có thể rút gọn được nữa đúng không? Do vậy chúng ta sẽ cùng chia cho 7 nha. Được chưa? Đấy, chú ý nha. Chúng ta phải lấy cái mà nó thể chia là làm sao đưa về dạng phân số gì? Tối giản này. 21 chia cho 7. Xin lỗi các em, đây 14. Đây là 14 nha. 21 chia cho 7 thì được 3. 14 chia cho 7 được 2. Được chưa? Rồi sang bên câu B này. 36/54. Vậy thì các em thấy 36 với lại 54 đây nè, nó sẽ cùng chia hết cho mấy? 36 chia cho 9 được 4 đúng không? 54 chia cho 9 thì được mấy? Được 5. Đó, có nhiều em sẽ nghĩ là chia cho 6, nhưng mà chúng ta nên lấy là số nào? À, 36 nè thì sẽ bằng 4 nhân 9 nè, đúng không? 54 nè thì sẽ bằng là mấy? 6 nhân 9, đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy là có chung nè. Được chưa? Rồi vậy thì đây sẽ là 36 chia cho 9 nè trên 54 chia cho 9. Vậy thì 36 chia 9 được 4. 54 mà chia cho 9 thì được mấy? Được 6 đúng không? Rồi như vậy 4/6 vẫn có thể rút gọn được tiếp. 4/6 chúng ta vẫn tiếp tục rút gọn được tiếp thì nó sẽ bằng mấy các em? Chia cả tử và mẫu cho 2 thì sẽ được là 2 phần mấy? 6 chia cho 2 thì được 3. À, như vậy ở đây thì chúng ta lại thấy nè, cách này chúng ta làm chưa hiệu quả nè. 2 nè, cách số 2 thì chúng ta thấy ở đây nè,
là làm chưa hiệu quả đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng chia cả tử và mẫu của cái 36 phần 54 này. Các em chia thẳng cho 18 cho thầy. Được chưa? 9, 2, 18 đúng rồi, chia cùng cho 18. Vậy thì 36 chia cho 18 thì sẽ được 2, 5, 4 chia cho 18 thì sẽ được 3. Đấy, cái câu trên chúng ta làm như thế này cho thầy nhé. À, nếu mà làm ở đây chúng ta chia cho 9 thì lại phải rút gọn lần tiếp theo thì nó mới ra là 2 phần 3 được này. Đấy, được chưa? Rồi, 75 phần 200. Bây giờ mình sẽ nhìn đây. Như vậy thì 75 phần 200 này chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ cùng chia hết cho số nào được? Chia hết cho số nào được em? Hả? À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy nó sẽ 75 thì sẽ bằng là 25 nhân mấy nhỉ? Nhân 3 đúng không? 200 này thì sẽ bằng 25 nhân cho mấy? Nhân cho 4 đúng không? 4 5 20 đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng chia cả tử và mẫu cho 25. Được chưa? Rồi, 75 chia 2 25 trên 200 nè, các em chia cho 25 nhá. Được chưa nào? Đó, vậy thì 75 chia 25 thì được 3. 200 chia 25 được 4. Đấy. Tiếp theo nè, 96 phần 72. Đấy, vậy thì bây giờ mình lại cùng phải tìm xem nè. 96 này, 72 này nè, nó sẽ cùng chia hết cho cái anh nào mà có thể là lớn nhất. Các em nhẩm xem. Đó, bây giờ nếu mà chúng ta nhẩm ở đây, 96 chia cho, chúng ta thử nhẩm cho là 72 thì có thể chia được cho 8, cho 9. Đúng không? Đúng nè. Đó, và nếu mà 72 chúng ta chia được cho 8, cho 9, cho 96 chia cho 12 được không? 96 ta chia cho 12. À, như vậy thì 96 chúng ta chia cho 12 thì sẽ được 8 lần. Rồi chúng ta lấy thêm đi. 72, nếu mà chia cho 12 thì đây sẽ được là 8 nhân với 12. Ở đây sẽ là 72 chia cho 12 thì sẽ là mấy? 6 đúng không? 6, 2, 12 viết 2 nhân 1. Như vậy nếu mà 8 phần 6 thì chúng ta vẫn có thể rút gọn được nữa. Đấy, nếu mà 8 phần 6 thì chúng ta vẫn lại rút gọn được. Nên chúng ta lại tiếp tục thử thêm lớn hơn coi. Lớn hơn xem nào. Chúng ta thử chia cho 24 đi. Đúng không? 96 sẽ bằng 24 nhân cho mấy? Nhân cho 4 đúng không? 44 16, 6 x 1 4 2, 8 x 1 là 9 đúng rồi. Vậy thì 72 thì sẽ là 24 nhân với mấy các em? 24 nhân mấy? Thì các em chỉ cần lấy 72 chia cho 24 thôi đúng không? Đúng không? Đấy, chúng ta sẽ lấy 72 chia cho 24 thì sẽ là 34 12. À, như vậy ở đây thì chúng ta sẽ cùng chia cho 24 nhá. Được chưa? Rồi, sẽ là 96 nè, chia cho 24 nè, trên nè, 72 nè, các em chia cho 24. Như vậy thì 96 chia cho 24 thì sẽ được 4 nè, 72 chia cho 24 thì được 3, đúng không? 3, 4, 12, 2 nhân 1, đúng rồi. Đấy, như vậy thì cái cách mà chúng ta rút gọn nhớ là chúng ta phải đưa nó về cái dạng phân số gì? Phân số tối giản nha. Rồi, sang bài số 2. Khoanh vào cái phân số tối giản. Đó, thầy vừa nhắc tới cái số tối giản này. Câu A này. Đấy, vậy thì trong những cái phân số này này, thì đâu là phân số tối giản? Vậy thì các em nhìn vào đây nè. Các em thấy phân số tối giản là phân số mà không thể rút gọn được nữa, đúng không? 18 với lại 29 thì chúng ta thấy nó cùng chia hết được cho mấy? Có cùng chia được cho 3 không nhỉ? 29 nè, 18. Như vậy thì 29 này cũng không thể chia được cho 2. 29 đây là chúng ta có thể chia được. 18 thì chắc chắn nó chia được rất là nhiều đúng không?
18 này chúng ta có thể chia được cho 1, 1 thì bỏ đi cho 2 này, cho 3, cho 6, đúng không? Cho 9, đúng không? Vậy thì giờ mình thử nhẩm xem là 29 có chia cho 2 không? Không được nè. 29 cũng không chia được cho 3, đúng không? Dấu hiệu chia hết cho 3. 9 với 2 là 11. Đó, 29 không chia cho 6, 29 cũng không chia được cho gì? Cho 9. Vậy thì 29 này có chia được cho 18 không? À, bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi cái đường này nữa thôi. Đúng không? Đấy, vậy thì 29 này cũng không chia cho 18. Do vậy, phân số đầu tiên này, này sẽ là phân số tối giản này này. Đấy, 7 phần 9 thì không phải nói gì nữa đúng không? Chắc chắn đây là phân số tối giản nữa nè. Rồi, 36 trên 24 thì đây là phân số gì? Còn có thể rút gọn được rất là nhiều đúng không? Rồi, 17 phần 25 có tối giản chưa các em? À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, 25 này này thì nó không thể chia được cho bao nhiêu, chia cho 17. Đó, vậy thì đây cũng sẽ lại là một phân số tối giản nữa nè. Đấy, bởi vì 17 đây là một số lẻ rồi đúng không? 17 thì nó chỉ chia được cho 1 và cho chính nó thôi. Đó. Được chưa? Rồi, sang câu B này. Cũng tiếp tục khoanh vào phân số bằng phân số 5/8. Vậy thì muốn tìm được đâu là cái phân số bằng 5/8 thì tất cả những phân số này các em thấy nó chưa phải là phân số tối giản. Chúng ta sẽ rút gọn nó nè. 15/24 bây giờ muốn đưa về 8 thì các em bắt buộc phải chia cho mấy? Chia cho 6 đúng không? Như vậy 15 không chia cho 6 đúng không? À xin lỗi các em, đây là 24 chia cho 3 chứ. 8/3 = 24 đúng không? Chia cho 3. Đấy, như vậy thì 15 chia 3 bằng 5, 24 chia 3 bằng 8. Như vậy đây là phân số bằng 5/8 này. Đấy, ngay phân số đầu tiên. Rồi, 20/36. Như vậy chúng ta thấy 36 thì không thể chia số nào để bằng 8 được hết. Đúng không? Có chia cho số nào không? Có chia cho số nào không em? Như vậy thì trong bảng chia 8 thì chúng ta thấy 36 không chia số nào bằng 8 hết. Do vậy phân số chúng ta loại ngay. 45/72 nè. Mục đích ta cứ lấy mẫu hoặc tử thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là số 72 đây nè, chia cho số nào thì được bằng 8 các em? Thì chúng ta chỉ cần lấy 72 chia cho 8 thôi, đúng không? Ta chia cho 9 nè. Đấy, vậy thì 45 ta phải chia cho 9. Vậy thì 45 chia 9 bằng 5, 72 chia 9 bằng 8. Như vậy đây sẽ là phân số bằng 5/8. 35 trên 55, như vậy 55 này nè, có thể chia số nào được ra 8 không? Không đúng không? 35 có thể chia cho 7 được 5, nhưng mà 55 này không chia cho 7 được. Vậy thì phân số bằng 5/8 đây chỉ có 2 phân số đó thôi. Rồi, khoanh vào phân số bằng phân số 4/200. Đấy, vậy thì bài này lại ngược so với hai bài trên. Tức là đây là những phân số có mẫu rất là khác nhau, nhưng thì yêu cầu này bằng với phân số mà mẫu là 200 này. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta ở đây là sao? Quy đồng tất cả những phân số này có mẫu là 200. Vậy các em thử quy đồng là 200 chia cho 20 thì đây sẽ là nhân với 2 đúng không? 200 chia cho 5 đúng không? Thì đây sẽ nhân với 4 gì? 40 này. 200 mà chia cho 25 thì sẽ được mấy? Được 8 này. 200 chia cho 45, như vậy 200 có chia cho 45 không? Không chia cho 45 đúng không? Do vậy phân số này chúng ta loại ngay. Rồi bây giờ chỉ cần những anh này thôi. 4 này thì đây sẽ là 8 phần gì? 200 chia cho 20 thì bằng 100 chứ. À, bằng 10 chứ. Đúng không? Đây là sẽ là 10 nè. Cho này là 2. 10 nhân với 4 là 40. Đúng không? Vậy thì đây là phân số đầu tiên nhé. 40 x 1 40, 5 x 40 bằng 200. Phân số thứ hai. 8 x 5 là 40, đúng không? 25 x 8 là 200, vậy thì đây là phân số thứ gì? Thứ ba. Đấy, vậy chúng ta có 3 phân số bằng gì? Bằng với
40 phần 200. Được chưa? Đấy. Và các em nhớ những cái mà thầy viết ở đây này để cho các em hiểu, các em không được viết vào trong này. Nếu mà viết vào thầy giáo hoặc cô giáo của mình trừ điểm thì đừng có lại nói thầy rất là buồn nhé. Rồi sang bài số 3 này. Viết cái số thích hợp vào ô trống 96/84. Ở đây họ cho mình là 28 này. Vậy thì mình nhìn đây này, 96/84 này bằng 28 ở đây, tức là mình sẽ chia cho cái số nào đó để nó bằng gì? 28 thì các em chỉ cần lấy gì? 84. Các em chia cho mấy? 28 thôi. Như vậy khi lấy 84 chia 28, chúng ta sẽ biết là chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 3, đúng không? Đấy. Vậy thì 96 chúng ta chia cho 3 thì nó sẽ bằng mấy? 96 chúng ta chia cho 3 bằng mấy nào? À, như vậy này sẽ bằng bao nhiêu? 32. Được chưa? 32/28. Rồi. Tiếp theo. Ở đây nè. Từ cái 32 này nè, làm sao lại ra số 8 này? Tức là ở đây chúng ta lại chia cả tử và mẫu cho 4 à. Đúng không nhỉ? 28 có chia cho 4 không? Như vậy thì 28, chúng ta thấy 28 này nè, chia cho 4 được, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là chia cả tử và mẫu cho 4 nè. 32 chia cho 4 thì bằng 8 nè. 28 chia cho 4 thì được 7, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì đây là 8/7 nè. Từ 8 này lại thấy 24 nè. Vậy thì 8 nhân với bao nhiêu thì bằng 24 nè. À, như vậy thì 8 ta lại nhân với gì? Nhân với 3. 83, 24, vậy thì 7 x 3 là 20 mấy? 21 nhá. Đấy, ở chỗ này chia cho 3 này. Đấy, chia cho 3 này. Thầy viết ra thế này thôi, nhưng mà các em làm không được viết vào như vậy nhá. Đấy, chúng ta chỉ điền các số trong ô này thôi. Rồi, tương tự 72 thành 8 này. Như vậy chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 9 đúng không nào? 72 chia 9 thì bằng 8. 45 chia 9 thì bằng mấy? Bằng 5. Đúng không? Được chưa? Rồi, bây giờ nè, 5 này lại nhân với bao nhiêu để được ra 25? À, như vậy chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của nó cho 5. 5 25, 8 x 5 là 4 gì? 40. Giờ 25 trên 40 nè. Đấy. Vậy thì từ cái 25 này nè, thì chúng ta không có cái nào mà bằng 40 được, nên chúng ta lại phải lấy từ anh nào? Lấy từ cái anh 8/5 này nè. Lấy từ anh 8/5 này nè. Như vậy thì 5 nhân với 8 thì bằng 40. Vậy thì 8 đây phải nhân với 8 này, thì sẽ là 60 mấy? 64. Đấy, có mỗi cái chỗ này hơi khác một tí thôi nhá. Đấy, được chưa? Rồi, sang cái bài tiếp theo. Câu A. 3 nhân 4 nhân 7 trên 7 x 3 x 6 này. Vậy các em nhìn thấy đây nè, có 3 có 3 này, có 7 có 7 rồi, giờ chỉ cần 4 với 6 này, thì các em sẽ tách nó ra. 4 thì bằng mấy nhân mấy? À, như vậy 4 ta sẽ tách bằng 2 x 2. Được chưa? 4 nè, chúng ta sẽ tách nó làm 2 x 2 nè. Được chưa? Rồi, ở dưới nè, 7 giữ nguyên nè, 3 giữ nguyên nè, 6 nè, thì sẽ tách là mấy? 3 nhân với 2. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng tính chất của nó. Trên tử có 3, dưới mẫu có 3. Trên tử có 2, dưới có 2. Được chưa? 2 hết rồi. Trên có 7 nè, dưới có 7 nè. Được chưa? Như vậy trên tử chỉ còn số mấy đây? Số 2. Và dưới mẫu chỉ còn một số, số 3. Được chưa các em? Rồi. Cũng giống như vậy ở đây, các em nhìn thấy ở trên tử có 13, dưới có 13 rồi. Đây có 5 rồi, có 5 rồi. Vậy thì giảm 12 với 8 ấy nè. Hai số này chúng ta sẽ tách ra. 8 thì bằng mấy? 4 x 2, 12 thì sẽ bằng 4 x 3 nhé. Rồi, 5 x
8 thì sẽ là 4 nhân 2 nhân 13, chúng ta giữ nguyên. Được chưa? Trên nè. 12 chúng ta sẽ tách ra bằng 4 nhân 3. Được chưa? Nhân với 13 giữ nguyên, nhân 5 giữ nguyên. Được chưa? Bây giờ mình cũng áp dụng tính chất. Trên có 5, dưới có 5. Trên có số 4, dưới có số 4. Trên có 13, dưới có 13. Như vậy, trên tử chỉ còn 2 và dưới mẫu còn 3. Đấy. Được chưa? Xong nhé. Rồi, sang cái bài số 5. Yêu cầu là rút gọn cái phân số 55/77. Ồ, phân số này thì quá dễ rồi đúng không? Vậy thì giờ chúng ta sẽ cùng chia cả tử và mẫu cho mấy? À, dễ như ăn kẹo đúng không? Chia cho 10, 11 thôi đúng không? Đúng nè. À, vậy thì đây sẽ bằng mấy? 5/7. Rồi, 666 trên 999. Ở đây thì chúng ta lại cùng chia cả tử và mẫu cho mấy được nhỉ? Chia cho mấy được em? À, cũng chia cho 111. Sẽ là 666 chia cho 111 trên 999 nè, chia cho 111 nè. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ rút gọn lần thứ nhất còn là 6/9. Vậy thì lần thứ hai chúng ta lại tiếp tục chia cả tử và mẫu cho 3. Đúng không? Thì sẽ bằng 2/3. Đấy, vậy thì đây cũng là một cái cách mà làm, hoặc chúng ta có thể rút một lần thôi. Nhưng mà chúng ta nên là gì? Rút gọn hai lần như thế này nhá. Rồi, và đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái tiết số 1 của tuần 21. Và đừng quên chia sẻ video các em nhé.